Phòng ngủ nào cũng có ban công cả, rất là thoáng mát luôn nha anh chị ha. Và căn nhà này trị giá. Hello, Thành Vũ xin chào anh chị đến với kênh Nhà Bình Chánh của Nguyễn Thành Vũ ha. Anh chị ơi, Thành Vũ đang đứng trước một cái căn nhà với diện tích rất là khủng nha anh chị. Đó, hơn 2 tỷ, hơn 2 tỷ ngoài thôi. Đó, và diện tích của căn nhà này là 5x25, cách quốc lộ 1A 500m nha. Đó, và đi qua chợ Bình Chánh chỉ khoảng 5 phút thôi. Đi thẳng quốc lộ 1A, sau đó quẹo phải vào căn nhà này nha anh chị. Đó, và căn nhà của mình á là bề ngang 5m, bề dài là 25m, tính luôn cả sân và có cái ban công phía bên hông luôn nha anh chị, khá là bự. Và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ khám phá căn nhà này nha. Nhà mình thì ép cọc bê tông cốt thép hoàn toàn và pháp lý là sổ hồng riêng nha anh chị. Ở đây á, thì mình cũng gần chợ nè, gần chợ Gò Đen nè anh chị, gần trường nè, gần tất cả mọi thứ nha. Đó, gần các trung tâm tiện ích nè, gần ủy ban ha anh chị ha. Và đây, bây giờ trước khi vào nhà, mình sẽ có một cái khoảng sân, một cái khoảng sân khá là chill luôn. Và cái căn nhà mình thì hơi bị mát nha anh chị. Đó, căn nhà mình thì hơi bị mát luôn. Ở bên đây á, thì bên Thành Vũ á, có trồng cho mình những cái cây rồi nè ha, những cái cây cây kiểng ha anh chị, cây phát tài nè. Đó, khá là đẹp luôn. Ở đây thì có những cái gạch thông gió nè. Đó, phù hợp với cái không gian của căn nhà mình ha. Và cái sân này cũng khá là lớn nha anh chị. Bên đây thì cũng có trồng cây. Đó, hai ba bên bốn phía có trồng cây luôn. Ngoài này á, thì cũng có những cái viên gạch thông xé thông gió nè anh chị. Đó, và cái khoảng sân nhà mình thì hơi bị rộng nha anh chị. Buổi chiều mà mình mở cái tiệc nướng ở đây thì ngay bài luôn ha anh chị ha. Đó, lớp cửa cổng của mình là lớp cổng hai cánh nha, cổng bằng sắt nha anh chị. Đó, được sơn màu trắng và màu đen và để phù hợp với căn nhà mình. Gạch ngoài này thì gạch chống chân trượt. Đó, cũng có vòi nước để mà mình tưới cây luôn nha anh chị ha. Và cái mặt diện của căn nhà thì được ốp lát gạch khá là bóng luôn, gạch 800x800 ha, rất là bóng và sáng và không bị lỗi thời theo thời gian. Rồi cái bậc bậc lên nhà nè, bậc lên nhà thì hai với đá hoa cương màu đen nha anh chị. Và trước khi vào nhà thì mình có lớp cửa sắt bốn cánh ha. Đó, bằng kính cường lực nha anh chị. Đó, giờ Thành Vũ mở rộng cái cửa ra luôn để cho cái căn nhà mình nó bự. Bề ngang của nhà mình là tới 5m lận nha anh chị. Đó, khá là rộng luôn ha anh chị ha. Wow, cái cửa khá là bự anh chị ơi. Đó. Và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ vào trong căn nhà này nha. Nhà mình thì hai mặt tiền nha anh chị, tính ra là hai mặt tiền đó, tại vì bên ngoài này nè có luôn một cái con đường phía bên đây ha anh chị ha, có một cái cửa sổ nè khá là thoáng luôn. Mình cũng có thể để một cái kệ tivi ở đây đó, sofa bên kia hoặc ngược lại ha. Đó, còn cái cửa sổ này mở ra, cửa sổ bằng nhôm nha anh chị, cửa sổ bằng nhôm khá là bự luôn anh chị. Về thì mình cũng có thể làm thêm một cái khung sắt để cho mình an tâm, cảm giác an tâm hơn cũng được ha. Và trần nè, trần lao phong thạch cao với những cái đường chỉ được đi hai cái đường led ha, khá là đẹp ha anh chị. Ở đây thì có âm những cái đèn led lon nè, ở giữa thì có quạt trần Panasonic. Cái kiểu này thì khá đơn giản nha anh chị, nhưng mà nó không kém phần hiện đại đâu. Và cái phòng khách của mình thì được ốp lát gạch 800x800 nè ha. Ở đây dưới chân cầu thang nè, bên Thành Vũ có làm cho mình một cái tiểu cảnh nữa, nhưng vài bữa sẽ lên nha anh chị. Có trồng những cái thảm cỏ nhân tạo ở đây. Đó, làm khá là đẹp luôn. Đó. Bên đây thì ốp vách PVC nè, những cái tấm PVC giả văn đá nè ha anh chị ha. Đó, văn gỗ nữa nè, hai màu, màu trắng và màu đen. Xen kẽ 5m cho nên cầu thang khá là bự nha anh chị. Đó, đi rất là êm chân, không bị mỏi đâu ha. Đó, và những cái bảng bậc này thì được làm bằng đá hoa cương với nhũ vàng ha, khá là đẹp nè. Anh chị có thể nhìn cận cảnh vô xem ha anh chị. Đá này đá tự nhiên hoàn toàn nha, chứ không phải đá nhuộm đâu nha anh chị. Và những cái mũi bậc này á, thì đi khá là êm chân luôn. Cổ bậc thì là màu trắng, kết hợp với cầu thang lan can tay vịn gỗ kính cường lực ha. Đó, khá là dày luôn, kính cường lực dày 12 ly nha anh chị. Đó, và lan can tay vịn gỗ khá là sang luôn. Và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ bước vào không gian kế tiếp. Đây, cầu thang mình á, làm cầu thang hai bảng nha, cho nên là nó khá là thoáng nha anh chị. Đó, khá là thoáng, có một cái chiếu nghỉ ở giữa nữa. Không gian này á, thì mình chưa biết làm gì, nhưng mà nó rộng quá nha anh chị. Ở đây thì mình cũng có thể để một cái bộ bàn ăn ở đây nè, cũng được nha anh chị. Vách bên đây thì cũng ốp PVC cho mình luôn. Đó, từ trước ra sau ốp PVC hết nha. Nhà mình là nhà mới 100% nha anh chị. Đó, chứ không phải nhà sửa lại ha. Ở đây thì làm trần lao phong thạch cao với một cái kiểu dáng là hình trái xoài nha anh chị. Đó, khá là đơn giản nhưng mà cũng khá là đẹp ha. Và đây chính là không gian tủ bếp của mình. Ở đây là tủ bếp của mình, là tủ bếp bằng gỗ nha anh chị. Đó, ở trên đây thì cũng có chườm cái hộc cho mình để mà làm cái quạt thông gió này. Ở đây thì ốp những cái tấm PVC nữa. Nếu mà anh chị thích thì Thành Vũ tặng luôn cho cái gương, cái kính nha anh chị, cái kính bếp nha, kính chịu nhiệt nha, cho nó đẹp hơn nữa anh chị. Rồi, rồi đây, ở dưới đây cũng có những cái hộc nữa nè. Đó,
Chỗ này thì không gian mình rửa chén ở đây và thêm một cái kệ chén ở đây nữa. Đó, một không gian bếp khá là dài và khá là ấm cúng. Thì bên cạnh đây nè anh chị, thì cũng có luôn một cái không gian cửa sổ ở đây để cho căn nhà mình nó trở nên thông thoáng hơn. Đó, nếu mà mình không, mình khi mà sinh hoạt á, thì mình cũng có thể mở cửa này ra, căn nhà mình trở nên thông thoáng hơn. Và nếu anh chị lắp thêm luôn một cái đèn trần ở đây nữa thì khá là đẹp ha anh chị ha. Đó, và không thể thiếu chính là không gian phòng ngủ dưới đất, nhà mình cũng có luôn nha anh chị. Bây giờ mọi người cùng Thành Vũ bước vào không gian kế tiếp. Đây, ở đây thì có một cái cửa để mình lấy sáng sáng nè ha. Đó, để không gian nó không bị ngợp ha. Và nhà mình thì phòng ngủ cũng có cửa sổ luôn để cho nó trở nên thông thoáng luôn nha anh chị. Đó, có cái cửa sổ này thì trở nên thông thoáng và mình cảm giác yên tâm hơn khi mà bố mẹ mình nằm trong đây nè. Đó, hoặc là vợ mang bầu này kia mình ngại đi lên, hoặc sinh đẻ vậy ngại đi lên, thì mình cũng có thể bố trí sắp xếp phòng ngủ ở đây. Phòng ngủ ở đây thì làm trần lao phong thạch cao cũng khá là đẹp ha anh chị. Đó, một cái kiểu đơn giản thôi nhưng mà cũng khá là đẹp. Ở trên thì có những cái đèn led ở đây luôn. Đó, rồi ở đây những ốp, những cái tấm PVC nữa nè ha. Đó, làm vách đầu giường cũng được luôn, một cái giường làm vách đầu giường ở đây được cũng được luôn ha. Cũng khá là rộng nha anh chị, phòng ngủ là ngang 4 dài 4 đó anh chị, khá là rộng luôn. Đó, ở đây thì có một cái cửa, cửa gỗ ha, cửa gỗ nguyên khối nha anh chị. Đó, có một cái đường chỉ nhẹ nhẹ thôi, khá là đẹp luôn, đơn giản mà đẹp anh chị ha. Rồi, ở đây thì cái chỗ để mà mình để máy giặt ở đây cũng được nè. Đó, ống nước thoát, nước cấp, rồi ở đây có ổ điện nữa. Và không gian nhà vệ sinh thì không thể thiếu rồi, không gian nhà vệ sinh thì khá là rộng luôn anh chị ơi. Ốp lát gạch từ trên tới dưới khá là bự luôn ha, khá là cao luôn. Gạch chống chân trượt ở dưới nè, bồn cầu thì bồn cầu nguyên khối luôn. Đó, rồi nước nóng lạnh thì lắp đặt đầy đủ cho mình rồi. Đó, còn lavabo thì chuẩn bị lắp nha anh chị, cũng có nóng lạnh đầy đủ cho mình luôn. Và cửa nhôm xin pha, kính sẽ lắp kính mờ cho mình luôn ha. Và không gian mình cùng nhìn lại cái không gian tầng trệt một cái, sau đó mình cùng lên lầu nha anh chị. Và tất cả đầy đủ tiện nghi và tiện ích nha anh chị ha. Quá là mát và quá là thoáng nha anh chị. Còn thang mình đi thì khá là im nha anh chị. Đó, ở giữa này thì có một cái viên gạch điểm đó nè, gạch màu trắng ha. Đây, một cái không gian sinh hoạt chung ở giữa này nha anh chị. Đó, cầu thang lan can kính cường lực lên tới đây. À, mình có luôn một cái bóng đèn để ban đêm mình đi nó tiện nha anh chị. Ở trên thì trần lao phong thạch cao nè, với những cái đường chỉ màu vàng ha anh chị. À, một cái đường led vòng tròn nha anh chị. Đó, màu xanh. Và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ tiến vào căn phòng ngủ cuối cùng ở dưới ha. Ở hai bên á thì được ốp những cái tấm PVC nha anh chị. Đó, khá là đẹp luôn. Và đây là căn phòng ngủ ở dưới đây. Đó, khá là rộng luôn nha anh chị, rất là rộng luôn ha. Mình có cái cửa để ra ban công nữa nè. Đó, một cái nhà vệ sinh được kha làm khá là hiện đại luôn, bằng kính ha. Đây, bằng kính cường lực. Về thì mình cũng có thể mình lại dán cái kính mờ ở đây nha anh chị. Đó, lavabo nè, vòi hoa sen, nước nóng nước lạnh cho mình, bồn cầu nguyên khối nè anh chị. Đó, về mình dán thêm một cái kính mờ nữa, đề canh mờ nữa. Nếu mà mình cái nhà vệ sinh khá là hiện đại luôn nha anh chị, mình dán đề canh nữa thì ok, sự riêng tư luôn. Rồi, đây chính là một cái cửa ngoài ban công ha. Phía sau này mình có cái cửa ban công nha anh chị. Đó, bốn cánh khá là chiêu luôn anh chị ơi, khá là đẹp luôn ha. Đây, bây giờ mọi người cùng Thành Vũ bước ra ngoài. Đó, căn phòng ngủ nào cũng có ban công luôn nha anh chị. Căn phòng ngủ cuối cùng cũng có ban công nè. Căn phòng ngủ này cũng có ban công. Đó, thông ra ngoài ban công. Và căn phòng ngủ phía trước cũng vậy luôn ha. Đó, khá là thoáng luôn. Không gian ở đây thì khá là yên bình và an ninh nha. Đó, ở đây thì cũng gần tiện nghi đó anh chị. Đó, chỉ phía sau quốc lộ 1A thôi, mình quẹo vô đây cái nữa là tới rồi ha. Khá là nhiều nhà dân ở dưới này nha anh chị ha. Nhà mình thì một cái căn nhà sổ hồng riêng hoàn toàn nha anh chị. Đó, và bây giờ mọi người cùng Thành Vũ đi xem những căn phòng tiếp theo. Cái không gian sinh hoạt chung này mình bước vào chính là một cái căn phòng ngủ nữa ha. Cũng là cửa gỗ nha anh chị, cửa gỗ nguyên tấm nha anh chị. Đó, và cái căn phòng ngủ này cũng trần lao phong thạch cao nè, với những cái đèn lon, đèn led đầy dây ngoài kia nha anh chị. Và cũng có luôn một cái cửa để mà mình đi ra ngoài ban công nè, một cái cửa bán bốn cánh luôn nha anh chị. Đó, cũng khá là tiện luôn. Và đi ra cái ban công vừa rồi ha. Đó, ban công hồi nãy nha anh chị. Đây, khá là mát luôn. Đó, phòng ngủ nào cũng có ban công luôn nha anh chị. Khám phá những căn phòng tiếp theo nhé. Đây, ở đây thì mình có cái nhà vệ sinh để sử dụng chung cho hai phòng phía trước và phía sau nha anh chị. Đó, cũng ốp lát gạch phun tới trần luôn nè, vòng cầu nguyên khối, vòi hoa sen. Đó, vòi hoa sen nóng lạnh đầy đủ cho mình ha. Ở đây có lavabo cũng âm hệ thống nóng lạnh luôn. Đó, và không gian ngoài cùng, không gian mình cũng có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ cũng được luôn nha anh chị. Đó, khá là rộng luôn. Trong phòng ngoài cùng này mình cũng có thể làm phòng thờ hoặc phòng ngủ gì cũng được nha anh chị. Khá là thông thoáng luôn. Trần lao phong thạch cao nè, với những đèn lon, đèn led đầy dãy cho mình luôn ha anh chị ha. Có một cái lỗ để thâm trần nữa nè.
đó. Ở bên đây thì có những cái lỗ để mà mình trang trí, cũng cửa gỗ ha anh chị đó, và mình có luôn một cái cửa để mà mình đi ra ngoài ban công này đó, khá là tiện luôn ha anh chị ha. Đây đó, ngoài này thì cũng khá là thoáng và mát nha anh chị, phòng ngủ nào cũng có ban công cả, rất là thoáng mát luôn nha anh chị ha. Và căn nhà này chỉ giá hơn 2 tỷ thôi. Bây giờ mọi người cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà nha mọi người. Anh chị ơi, một cái căn nhà với diện tích rất là khủng nha anh chị, 5 x 25 m full thổ cư luôn đó, và cách quốc lộ 1A chỉ 500 m thôi, cách chợ Bình Chánh khoảng 5-6 phút đi xe đó, đi thẳng quốc lộ 1A xuống ha, mình rẽ tay phải vào nha anh chị. Và cái căn nhà mình á là căn nhà hướng nam nha anh chị đó, bê tông cốt thép đúc thật 100% sở Hồng Nguyên, và giá của căn nhà này là 2 tỷ 650 triệu đồng ha đó, và anh chị có thể trả trước khoảng là 1 tỷ 3 thôi, phần còn lại thì ngân hàng có thể cho anh chị vay ha. Và anh chị thích căn nhà này thì nhớ bấm like ủng hộ Thành Vũ ha, và nếu căn nhà này mà chưa phù hợp thì anh chị nhớ bấm đăng ký để theo dõi những căn nhà tiếp theo. Thành Vũ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp ha, chúc anh chị càng ngày càng sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Yeah.